Thì hàng VIP pháo kem bò lỡ. Rồi xin chào cô chú chị và các bạn nha. Hôm nay trại bò Vĩnh Nguyễn có chị cái lô này là 11 con kem. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào ở xa mà muốn mua đi bán lại đó, mình bán kiếm đời thì mình để cái giá hữu nghị cho cô chú anh chị về sanh sữa có lời nha. Thì cái lô này là 11 con. Mà nó nằm hai lô bò, một lô này là 6 con bò lỡ. Tầm 11 12 tháng tuổi nha, chiều cao là 1m21 22 nha. Cái này là 6 bò lỡ, mình quay 6 bò lỡ trước nha. Siêu lực luôn, xương sốc độ nha. Nằm 11 12 tháng hết rồi. Cái này là 6 con. Siêu lực. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn. 21.500. Con này 6 con là đồng giá là 21.500 một con nha. Chiều cao trung bình là 1m2 bò nha, mình đo giữa lưng nha. Mắt đỏ mỏ đỏ luôn, siêu lực. Rất là rẻ luôn, cái lô này là gì cô chú anh chị dỗ rất là mau luôn nè. 21.500 một con. Xin chào á, chào á. Kem F2 nha, bò giống bò pháp kem F2 nha. Bò mẹ bự. Thì cái lô này là 6 con nha, đồng giá là 21.500. Còn mình quay lô 5 con trong luôn cho cô chú anh chị xem luôn. 5 con trong thì nhỏ tiền hơn. 17 triệu một con. Rồi bắt đầu quay 5 con trong nè. 5 con trong này nằm 7 tháng tuổi nha, chiều cao là yếu 1m1. Có con trên 1m1, có con yếu 1m1 nha, là cào bằng là 1m1 bò. 17 triệu. Bò pháp kem nha, giống bò chao bô lai luôn. Đây, con thứ hai. Con thứ ba. Trong này có 2 con đầu trụi, còn 3 con có sừng. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vĩnh Nguyễn nha. Quay lô nào là hết luôn đấy. Bò rất là đẹp mà giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Chúng ta mà nhập bò con là chắc chắn có lời luôn. Thì cái lô này 5 con nha. 5 con đồng giá là 17 triệu một con. Bò chân cẳng rất là to nè. Bò đực nha, này bò đực pháp kem dỗ béo. Mình quay chậm một bận để cho cô chú chị xem cho kỹ nha. Lô này 5 con nghe, đồng giá là 17 triệu. Con nào cũng 17 triệu, không bắt con nào á. Mặt nó cục góc, con mấy bò này ăn tạp dữ lắm. Rồi bên đây là 6 bò lớn. Năm 11, 12 tháng tuổi nha, chiều cao thấp nhất là 1m2 bò. 21.500 một con. Chân móng đầu rất là đẹp nha. Rồi cô chú chị nào thấy thích, mấy anh muốn mua gì đi bán lại thì là lợi mình để giá hữu nghị cho gì mà. Chờ có lợi. Lô này là 11 con nè, 6 con lỡ với 5 con bò khoảng 7 tháng tuổi. Là lô này 11 con. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vĩnh Nguyễn trong thời gian qua nha. 6 con lỡ này đẹp quá trời đẹp, điều mà xương nó lớn lên.